Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay 29 tháng 7 2020 thì bên em vừa về một chiếc Mazda 3 đời 2017 các bác nhé. Mazda 3 đời 2017 biển màu đỏ, biển đỏ màu đỏ luôn các bác nhé. Chiếc này là chiếc bản luxury, bản cao cấp, đã có cửa sổ lock rồi, đời start top, phanh tay điện tử và bản sport các bác nhé. Vâng, và chiếc xe này thì bên em đang bán với giá là 565 triệu đồng các bác nhé. 565 triệu đồng thôi. Các bác nào có nhu cầu tìm hiểu về chiếc Mazda này thì hãy xem hết video của em và em sẽ giới thiệu chi tiết chiếc xe. Và bên em đang bán xe tại số 59 đường An Định, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Và có số hotline là 0789323799 nhé. Các bác nào có nhu cầu quan tâm đến xe cũ từ 100 triệu cho đến 700-800 triệu thì hãy không quên đăng ký kênh và bấm nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất bên em hàng ngày đưa lên. Và nhà em thì ngày nào cũng về xe, chính vì vậy mà các bác muốn tham khảo xe, muốn tìm hiểu xe thì hãy đăng ký kênh để cập nhật video và ngày nào em cũng đăng xe lên nhé. Và ngay sau đây thì em sẽ giới thiệu chi tiết chiếc xe này. Chiếc xe này là đời 2017 các bác nhé, bản luxury, bản cao cấp luôn. Xe này còn khá là đẹp. Một chiếc xe đời 2017 nhưng còn khá chất nhé, bên em đang bán với giá là 565 triệu đồng. Chiếc xe này mới thì nó rơi vào tầm 860 triệu nhé các bác nhé. Chỉ có 3 năm thôi thì đã mất tầm 300 rồi. Nói chung là chơi xe cũ thì phải chơi xe mới phải chấp nhận thôi các bác nhé. Chơi xe mới mỗi năm mất 100 triệu là chuyện bình thường. Nhưng các bác bây giờ mà mua chiếc xe này về chạy thì gần như là hết lốp đa rồi nhé. Và hết khấu hao rồi. Tất cả khấu hao là bên chủ trước người ta đi người ta đã chịu cho mình rồi. Một chiếc xe còn khá là nguyên vẹn, bao zin cho các bác, không đâm đụng, không ngập nước, không tranh chấp về vấn đề pháp lý các bác nhé. Một chiếc xe Mazda 3 đời 2017 ạ. Em cho các bác xem một vòng chung quanh xe đấy ạ. Xe màu đỏ tươi rất là đẹp luôn. Vâng, các bác là hợp phong thủy xe này mà mang mua về thì chạy khá là chất luôn, khá đẹp luôn nhé. Xe này bao zin luôn, không có một chút lỗi lầm gì. Vâng, và em sẽ quay chi tiết gần hơn cho các bác xem ạ. Một chiếc xe Mazda 3 thì về cái mặt ca răng của Mazda thì nó khá là đẹp và chất rồi. Hình mũi hổ rồi các bác nhá, rất đẹp luôn. Từ cái đèn gầm đến đèn pha rất đẹp luôn. Còn nguyên vẹn, chưa bị lất lát hay chưa bị sao cả. La răng đúc theo xe các bác nhá. La răng đúc theo xe. Vâng, lốp thì này đã thay một lần lốp rồi các bác nhá. Đấy, xe thì khá là chất, bóng bẩy. Gương cũng được tích hợp xi nhan trên gương rồi. Xe thì khá cao cấp. Về nội thất chiếc này thì còn nguyên vẹn các bác nhá. Keo chỉ bao zin cho các bác luôn, là không mất một phân này. Keo chỉ không mất một phân nào nhá. Với cái dòng xe này thì bên em bao cho các bác từ 4 ốc một luôn. Xe là quá chất. Vâng, xe thì bên em đang bán với giá là 565 triệu đồng. Các bác nào có nhu cầu mua chiếc xe này mà thiếu tiền thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp nhá các bác nhá. Vẫn hỗ trợ trả góp chiếc xe này, bên em sẽ hỗ trợ trả góp lên tới 60% giá trị của xe. Da ghế da vẫn còn là ghế da xịn của xe nhá, chưa mất cái gì. Xe máy cực ngon luôn, điều hòa mát, điều hòa auto các bác nhá. Màn hình cam lùi đầy đủ theo xe. Xe số tự động và đã có phanh tay điện tử và chế độ sport nhá, chạy rất khỏe luôn. Đây còn một cái hòm để đồ đây nhá, rất là đẹp. Xe trang bị cửa lock đầy đủ các bác nhá, đi rất là tiện lợi. Một chiếc Mazda 3 đời 2017 các bác nhé, xe còn khá là chất luôn. Bao zin nữa các bác, từ một ốc một, không có mất một con ốc nào. Tất cả bao zin. Và bên em đang bán với giá là 565 triệu đồng thôi. Các bác có nhu cầu mua thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0789323799 các bác nhé. Với riêng cái dòng Mazda này thì các bác cũng không còn lạ lắm nữa rồi. Em chỉ quay về cái chất lượng còn bao nhiêu thôi và bán giá bao nhiêu thôi các bác nhé. Đây ạ, một chiếc khoang của Mazda cũng khá là rộng đằng sau. Tất cả nguyên zin hết nhé. Đây ạ, từ các lốt dập của nhà máy này, rồi thì keo chỉ còn zin này. Đây từ cái lốt dập này, tất cả zin nét hết coi nhá. Đây chiếc bên này, nó không bị va chạm đâm đụng gì. Chiếc xe này họ chạy cũng khá là giữ gìn. Bởi vì những cái dòng xe đời cao mà chất lượng như này thì họ sẽ rất là giữ gìn luôn, không bị va chạm, không bị đâm đụng gì. Một chiếc Mazda các bác nhé, Mazda 3. Là răng đúc theo xe và lốp thì cũng còn khá dày đây, khá đẹp. Nói chung chúng ta mua chiếc xe này về chỉ việc đi thôi, không phải làm bất cứ một cái gì các bác nhé. Đấy, rất đẹp luôn ạ. Về keo chỉ em bao zin luôn, từng con ốc một các bác nhá, từng con ốc một không bị mất một cái gì luôn, tất cả còn zin hết. Nội thất rất là rộng rãi, sạch sẽ luôn, da xịn nguyên xe, da xịn nguyên bản nhá. Tất cả đây là nguyên zin nhá các bác nhá. Về chiếc này em không quay nhiều nữa, chị em quay sơ qua cho các bác xem tất cả những chi tiết thôi. Gương kính chỉnh điện, gập điện đầy đủ các bác nhá, không thiếu gì. Con này có hệ thống chống trơn trượt này. Hệ thống chống trơn trượt và hệ thống khởi hành ngang dốc. Xe thì được trang bị vô lăng túi khí, rồi thì tích hợp bàn phím đầy đủ. Điều hòa auto các bác nhé, điều hòa auto và phanh tay điện tử.
chế độ sport luôn, chạy rất là khỏe luôn và tiết kiệm xăng các bác nhé. Màn hình cam lùi, cái cam lùi này là cam lùi theo xe nhé, màn hình theo xe rất là nét luôn. Đây đấy, màn hình rất nét luôn các bác nhé, màn hình theo xe nhé. Vâng, một chiếc xe 2017 ạ, bên em đang bán với giá là 565 triệu đồng ạ, 565 triệu đồng các bác nhé. Ở đây là cửa lốc đấy, em sẽ mở cửa lốc cho các bác xem nhé. Tất cả cái vấn đề là chạy trơn tru hết nhá, không có bị hóc thiết, không bị xít xít gì, rất êm luôn. Vâng, thưa các bác, một chiếc xe Mazda 3 và em sẽ cho các bác xem về phần máy một chút nhé. Vâng, đây là khoang máy của chiếc Mazda 3 đời 2017 ạ. Tất cả con bao zin cho các bác nhá, riêng con dòng này, chiếc xe này em bao zin luôn. Đây ạ, từ tất cả hai bên khoang máy này, từ tai đèn này, từ ụ giảm sóc này, từ con ốc của Volgago là chưa hề động nhá các bác nhá. Xe khá chất luôn, sạch sẽ như mới luôn này. Cái dòng Mazda này nó là dòng của Nhật rồi, bền bỉ rồi, chạy khá là chất lượng và giá cả hợp lý thôi. Bây giờ em đang bán với giá 565 triệu đồng nhé. Các bác nào xa thì có thể là đặt cọc và em sẽ chuyển hồ sơ hoặc là chuyển sang tiền cho các bác nhé. Và bên em đang hỗ trợ trả góp các bác nhé, hỗ trợ trả góp chiếc xe này được lên đến 60% giá trị của xe. Chiếc xe này các bác chỉ cần có tầm gần 200 triệu thôi là đã có xe rồi các bác nhé. Vâng, vừa rồi thì em đã quay một chiếc Mazda 3 đời 2017 số tự động, bản Isuzu, bản cao cấp nhất của xe Mazda nhé. Và bên em đang bán với giá là 565 triệu đồng. Các bác nào có nhu cầu xem mua xe thì hãy liên hệ với em theo số hotline 0789 323 799. Và nhà em thì liên tục về xe, chính vì vậy mà các bác nào có nhu cầu tìm hiểu về xe thì hãy không quên đăng ký kênh và bấm nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất em đăng lên hàng ngày cho các bác. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.